Sir Bobby Charlton. Sir Bobby Charlton đã được đẩy lên đá vị trí lam. Một đường chuyền hơi khó dành cho Nevet. Phản công dành cho Hoàng Hiệp, bóng cuối cũng là của Hoàng Hiệp luôn. Phải thực hiện một đường chuyền thật nhanh, nếu không thì hiệp phụ thứ nhất sẽ kết thúc. Chạy đi đâu? Kaka, sút đi, đùa, sút sớm đi. Tại sao vậy? Tại sao không thực hiện một cú sút sớm hơn? Khi đó Djokovic đã ghi gôn rồi. Sút đi, bảo sút đi rồi mà. Kaka, sút đi, đùa, sút đi, sớm đi. Tại sao vậy? Tại sao không thực hiện một cú sút sớm hơn? Khi đó Djokovic đã ghi gôn rồi. Để cho bố mày đá đi, bố mày xin mày đấy. Sút đi, đùa, sút đi, sớm đi. Đùa, sút đi, sớm đi. Sáu đéo giờ mười con chó rồi. Nếu anh em nào đang có nhu cầu mua thẻ nạp thì anh em nhớ vào trang này mua VIP cạc 24h.com. Mua thẻ nạp sẽ được chiết khấu 7% và nạp tiền điện thoại trực tiếp thì sẽ được chiết khấu 8%. Và cái trang web này hoàn toàn uy tín nhá. Đổi thẻ và mua thẻ chiết khấu cao nhất thị trường tại VIP cạc 24h.com. Alo anh em, hello tất cả anh em. Tôi đây anh em ơi. Chào tất cả anh em nha. Bảo thầy bình luận Macho với đồ Djokovic cơ. Sao như mất bình luận nữa. Được rồi, vào cũng được. Đâu ấy nhở? À đây à, vào Discord đây anh em ơi. Tuấn có lời mời vào Discord à, bình luận luôn cơ. Ui, nay có cả bình luận viên luôn cơ. Ui, có bình luận được đồng nào không nhở? Bình luận này có được đồng nào không ta? Đây rồi, alo. Sao trầm thế nhở? Sao giọng Hải trầm thế nhở? Dạ, hello em, chào anh ạ. Chào anh, hai anh ạ. Chào anh Hộp và anh Búi ạ. Vâng, chào anh. Chào em nhé, Dạ. Anh Bảo đây, Hải đây. Anh Bảo đây. Trận máu là nếu mà cáp là tử tế là cũng phải được tầm 5-6 lít đấy. Cho nên là cứ thoải mái lên nhá, cứ... Thôi, 5-6 lít thôi, không nhận đâu. Đùa, em thiếu tiền đâu mà đùa 5-6 lít bởi em làm. Mỗi anh em 2 đồng, thì may ra em làm. Xong cái kèo chuyển khoản qua đây, ok thì làm, không thì em xin phép rút. Dạ. Ok không? Có chốt hay không? Bạn là một con người tình cảm mà Hải, sao bây giờ bạn tiền bạc thế? Giờ tôi tha hóa quá, bạn ơi. Bạn rời khỏi anh Hiệp là bạn. Ô, cảm ơn Sơn, cảm ơn cháu. Rồi. Hải bây giờ là Hải của FTV chứ không phải Hải của DH ngày xưa đâu mà còn weekend Tiền Long được. Ủa, anh em đồng ý đâu weekend đâu, anh em gửi lại giùm tôi cái. Thì bây giờ anh em kêu gọi bên hai bên đấy đi, hai bên đấy tài trợ cho. Kèo này là như nào nhở? Hai anh em phổ biến lại cái nhở? Vừa mới lên luôn. BO3 thôi, tôi chỉ làm BO3 thôi, tôi phải nói chuyện với anh em với tôi chứ. À, 5 lít Hải ơi, 5 lít là làm BO5 không vậy? 5 lít không làm, bạn bảo 5 lít BO3 khó, bạn không phải BO5 đùa, tôi bạn mới ở nói chuyện lúc nhau. Lúc đấy là phải nói khéo lắm mới vào đấy. Thật, 5 lít là phải nói khéo lắm mới vào đấy. Dụ dỗ mãi mới vào đây, nhiều cái bạn. Dụ dỗ với marketing một cái là được mà. Thôi rồi, mời đi. À đây rồi, mời rồi. Thôi mời đi, cố gắng ấy giọng cho tốt, mai mời Trung Sơn. Sao? Nhà ông. Kèo gì ấy anh ơi? Lên. Kèo gì anh ơi? Kèo máu mà, đây kèo máu mà. Máu gì chứ? Máu... máu gì thì em phải nói chứ. Rồi em ơi, hôm nay tôi rất là vinh dự khi được đến bình luận cái cặp đấu rất, à? Rất kịch tính. Một người là đang làm đương kim vô địch Việt Nam. Còn một người đây là cựu vô địch thế giới. Djokovic đối đầu với Macho trong kèo đấu BO3 cực kỳ căng thẳng. Và người bình luận cũng là một người vô địch Việt Nam nhiều không kém hai người này là tôi. Và hai anh em bắt đầu chưa nhỉ? Bây giờ kèo như nào cho ta, thế bây giờ tôi vẫn chưa biết kèo như nào đấy Hải ơi. Hôm nay kèo như này, ngày mai thì tôi với cả mấy anh em STV có vào. Thì ai thua kèo này thì mời mấy anh em STV một bữa. Quá dễ dàng luôn à. Xong luôn như gì, đơn giản hơn gì. Xong luôn. Ok. Nhưng mà anh em đá liên quan đéo về chúng nó mà sẽ mời chúng nó là như nào nhỉ? Xong luôn kìa. Thì đơn giản mà anh em mình đi lao thì mấy anh em nó vẫn chịu khó ăn phở được rồi. Thế là ok chứ. Trận chiến máu liên quan gì đến người ta đâu mà thì đến người ta thì. Hai anh em chơi được không nhỉ? Đi lao xin một miếng kem. Chào thầy và kênh chat pha. Cảm ơn xin mời nhá. Rồi hai anh em ơi, chúng ta chuẩn bị vào sân nhé nhỉ, những không cuối cùng trước khi đến với trận đấu nào. Ok, xong rồi đấy. Rồi mời anh em bắt đầu ấn nút sẵn sàng cái. Được rồi, Djokovic tên thật là gì? Djokovic tên thật là Búi anh em ơi. Ê, Hải ơi, một cái thẻ đỏ cho bạn nha Hải. Hải.
Bạn là người tuyên truyền cái tên này đúng không? Có đâu bạn. Ôi, sao bạn có cái thẻ đỏ giống cái lược vậy? Rồi các bạn, đến với trận đấu này. Rồi, ok, chúng ta đến với trận đấu BO3. Trận đấu BO3 đây là game đấu đầu tiên giữa Macho và Dzukovic. Rồi các bạn, chúng ta đã bắt đầu rồi. Người giao bóng trong hiệp 1 của trận đấu đầu tiên sẽ là Dzukovic. Bật ngay cho mình một chiến thuật tiền đạo phòng thủ, nút F3. Đây là hai vận động viên đã có thành tích thi đấu tương đối tốt ở vòng Swiss, khi đã mang về những thắng lợi rất quan trọng cho team mình. Và đây là hai team đã đều có cái chiến thắng gọi là 3-0 ở cái vòng Swiss. Cả Boji và DH đang ở nhánh 3-0. Và họ sẽ không phải gặp nhau ít nhất là ở vòng knockout này. Phạm lỗi rồi. Và phạm lỗi của Metro, một cái cự ly mà tôi nghĩ là Tuấn có thể thực hiện một cú sút thẳng. Liệu Tuấn có thực hiện một cú sút thẳng không ạ? Và đây là Rooney. Ui, rất nguy hiểm, suýt chút nữa tỷ số là 1-0. Nếu như Hoàng Hiệp Zigo tình huống vừa rồi thì tôi nghĩ bàn thắng sẽ đến. Dzukovic rất mạnh nhưng tình huống phạt góc rồi này. Rất mạnh luôn, mạnh thật, mạnh vãi cả bìu. Mất bóng rồi, phản công cho Hoàng Hiệp. Hiệp, Hoàng Hiệp, anh Hiệp, quên. Phạm lỗi rồi. Một pha phạm lỗi của Dzukovic. Thế mà nếu mà dự đoán góc nhìn của tôi thì Dzukovic sẽ đơn giản thôi, giành chiến thắng trong hai game đấu với tỷ số là 2-0 thôi. Vì thật sự đẳng cấp thì nó cũng khá chênh lệch, mà anh em phải xem qua cái cặp đấu này ở trong cái ngày thi đấu Quick School là có thể hiểu rồi. Rooney, Zico, Nedved. Một pha ZD quá nhẹ của Nedved. Cách xếp sơ đồ rất dị của Dzukovic. Khi xếp Zico và Rooney đã CDM. Một đội hình theo tôi đánh giá là một đội hình siêu tấn công của Dzukovic. Nedved ITM đá tiền đạo. Rooney thì đá CDM. Những cách chọn người Prozi luôn luôn mang lại chúng ta những bất ngờ ở cái phần pick cầu thủ. Rooney. Một đường chuyền hay của Rooney và 1-0 dành cho Tuấn Lê. Một pha xử lý quá đẳng cấp. Một pha xử lý thể hiện cái sự vượt trội về mặt tư duy. Trời ơi, quá hay. Một pha bấm A quá tuyệt vời. Ngay khi Hoàng Hiệp vừa ấn cho mình bẫy biệt vị thì ngay lập tức Tuấn đã có một pha bấm A quá nhạy cảm. Và 1-0 dành cho Tuấn Lê. Không có gì bất ngờ cả. Tôi nghĩ là cái tỷ số này nó là sớm muộn thôi. Hoàng Hiệp sẽ có rất nhiều việc phải làm. Suýt chút nữa thì đã có pha dứt điểm. Tuy nhiên thì bóng lại thuộc về phía của Tuấn Lê. Nedved. Bóng cuối rồi, bóng cuối rồi. Mất bóng rồi, vẫn kịp dành cho Hoàng Hiệp có thể có một pha xử lý tốt. Nếu xử lý tốt trong chỗ này hoàn toàn có thể là bàn gỡ. Kaka. Vẫn đang là Kaka. Mất trỏ. Các bạn xin mời nhá, mất trỏ. Và việt vị. Trời ơi. Hết hiệp 1, tỷ số vẫn là 1-0 nhưng về phía của Tuấn Lê. Hoàng Hiệp vẫn chưa thực sự có một cơ hội nào rõ ràng cả. Ronaldinho. Thu Cầm đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Quá hay và một đều. Like vui vẻ, em xin hát một bài. Một đều. Một đều, game on. Và xử lý hay của Hoàng Hiệp. Ui, một cú sút rất hay của Eusebio đến từ Hoàng Hiệp. Epero. Úi dồi ôi. Phút thứ 80. Và nếu ai ghi bàn ở trong những cái thời điểm nhạy cảm của trận đấu như vậy thì như này thì tôi nghĩ là sẽ có khả năng cao là người chiến thắng. Nhưng quan trọng là bao giờ ghi bàn. Bóng cuối rồi. Tôi nghĩ là Tuấn sẽ thực hiện một pha bóng cuối thôi. Một đường chuyền ra cánh dành cho Chiesa. Đường chuyền vào trong cho Nedved. Quá hay, một pha đề quá hay. Và tỷ số đơn giản thôi, không có gì bất ngờ cả. Nó là điều phải đến. 1-0. Đúng rồi, 1-0 dành cho Dzukovic ở game đấu thứ nhất. Nếu như trong 5 phút còn lại DH Macho không gỡ được. Thực sự cái kèo đấu này tôi nghĩ là ngay khi bắt đầu kèo đấu thì chúng ta đã có kết quả rồi. Đơn giản thôi, tỷ số là 2-0 dành cho Dzukovic thôi. Thật sự cặp trận này tôi đánh giá nó cũng ngang ngang với cả cặp trận giữa Duy Trường gặp Thành Đạt. Nhưng mà thật sự khá khen cho Hoàng Hiệp khi đã có một cái khả năng gọi là
cầm cự tốt mãi đến phút 87 mới nhận bàn thua thứ hai. Và kết thúc rồi, 1-0 dành cho Djokovic. Trời ơi, kèo chênh lệch như này bắt vô bình luận. Chênh lệch như mày vẫn bắt vô bình luận. Không biết là hai vận động viên trước khi đến với trận đấu thứ hai có nói gì không nhỉ? Hay vào sân luôn nhỉ? Cậu Hải ơi, cậu thấy anh hợp quá, lấy anh nói anh em mình hội đồng anh nữa bây giờ đấy. Có đâu. Đá chơi quay nhỉ, sao mà đá? Có đâu nhưng mà tự nhiên sao có cái kèo này vậy? Sao mà đá mình luận trung lập có một tí được không? Kèo to rồi mà anh cứ ơi, bình luận ơi. Kiểu đấy, sao mà anh đá? Căn bản anh cứ đá vậy sao em mà được bình luận tốt cho anh được. Đá như thế còn chê nữa rồi, phải đá như nào nữa? Anh gặp Tuấn 3 trận gần đây thua cả 3 thì sao em không bình luận chênh lệch được? 4 tháng này phải có sức mạnh thì anh em mới thắng. Ok vậy trận này tôi xin phép luôn là anti anh Bùi nhá. Của Vũ Anh thôi. Ok. Anh em cố lên nha. Anh em fighting. Ok. Chúng ta đến với game 2. Một game đấu không? Bạc anh hiệp chưa? Ok bạn. Bạc anh hiệp cái đi bạn. Bạc cái gì bạn? Bạc cái con cái mỏ của bạn giờ này hư lắm nha. Mai tôi vô với bạn nữa. Rồi game ơi, game 3 đi. Ok bạn. Ok anh em ơi, và đến với game 2 này. Đến với game 2 này thì tôi rất mong anh Hiệp sẽ là người giành chiến thắng. Mặc dù điều đó khó nhưng tôi tin rằng với sức mạnh tính anh em của tôi và anh Hiệp thì nó sẽ mang lại điều gì đó thần kỳ. Thật sự là một điều thần kỳ nếu anh Hiệp giành chiến thắng ở trận đấu này. Ok. Và vẫn là kick off trong hiệp 1 dành cho Tuấn. Quan tí đâu. Cóng rồi. Những phút đầu tiên của trận đấu Tuấn đã cho thấy cái sự hơi cóng của mình rồi. Hoàng Hiệp vẫn đang là anh Hiệp anh chuyển về rồi. Tấn công chưa? Ok. Anh Hiệp đang set up một pha tấn công. Ronaldinho. 2000 years later. Quả bóng liên tục được luân chuyển ở phần giữa sân và sau đó là mất. Không sao cả. Giờ là lúc anh Hiệp phải phòng thủ. Những cái pha CE cực kỳ khó chịu của Tuấn Lê. Tuy nhiên thì một pha chuyền ngang sân nguy hiểm và mất bóng, phản công dành cho Hoàng Hiệp. Dịch Cha Bung Kun đối mặt chấp. Ôi. Ok không sao cả. Và bây giờ là Tuấn Lê đang có bóng phản công. Hãy tập trung phòng thủ anh Hiệp ơi. Ok, một pha phạm lỗi chiến thuật cần thiết. Hãy tập trung vào pha phòng ngự này anh Hiệp ơi. Bởi vì Tuấn là một người rất nguy hiểm. Những pha phản công Tuấn cực kỳ nguy hiểm. Zico. Hoàng Hiệp đã thu đội hình của mình về. Mất bóng nguy hiểm ở giữa sân. Phản công đến cho Hoàng Hiệp. Balak. Ui rồi, còn phải đổi đội hình nữa. Đợi một chút. Ấn nhầm nút rồi. Ok, đội hình đổi được rồi. Chạy đi. Ronaldinho. Zidane. Vẫn là Ronaldinho. Theo. Hay quá. Đỡ hay rồi. Bóng thì thực ra ở phần sân của Tuấn rất nhiều. Tuy nhiên thì vẫn chưa có cơ hội nào của anh Hiệp tạo ra cả. Và đây là pha phản công dành cho Tuấn Lê. Sợ Bobby Charlton. Ui cái skin này ảo ta. Ui phạm lỗi rồi. Phút 35 của trận đấu, game đấu thứ hai, tỷ số vẫn đang là không đều. Một thế trận cân bằng khi lúc này Djokovic vẫn chưa muốn tấn công. Còn Hoàng Hiệp thì cũng vẫn chỉ đang muốn phòng thủ. Một cơ hội, đây là một cơ hội tương đối rõ ràng dành cho Hoàng Hiệp. Chuyền luôn ạ, Ronaldinho, đi. Hả? Ây, hả? Tôi không biết nói sao về cái tình huống vừa rồi nữa. Tại sao nhỉ? Do Hoàng Hiệp thiếu may mắn hay là do cái gì ta? Mật bóng nguy hiểm quá và một đường chuyền dành cho Nedved. Cơ hội cuối cùng của hiệp 1 đang thuộc về Tuấn Lê. Cơ hội cuối cùng. Một đường chuyền. Sơ bóng về Charlton. Một đường chuyền tiếp. Và chúng ta kết thúc hiệp 1 với tỷ số không đều. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra với viên ngọc tấn công của DH. Đây có thật sự là viên ngọc không hay là hòn gì không biết. Chúng ta đến với hiệp 2, kick off thuộc về anh Hiệp. Thật sự rất cần cái bản lĩnh đẳng cấp, tư duy của một người vô địch nhiều nhất Việt Nam với 6 lần vô địch. Tôi cần cái bản lĩnh của anh ấy lên tiếng lúc này. Cha, boom, goal! Vào! Vừa
lên tiếng thì ngay lập tức anh Hiệp đã lên tiếng. Một cú sút xa quá tuyệt vời bằng chân trái của Chabukun. Đẳng cấp. Ok, và 1-0 dành cho Hoàng Hiệp ở game đấu thứ hai. Có vẻ như chúng ta sẽ phải đến với game 3. Theo những gì tôi biết là như vậy. Bởi vì Hoàng Hiệp sẽ cực kỳ khó bị gỡ khi đã dẫn trước một bàn. Chắc chắn là như vậy rồi. Hoàng Hiệp mà tôi biết, người Anh mà tôi đã từng sát cánh trong nhiều năm, rất khó có thể bị gỡ một bàn khi mà đã dẫn trước. Rất khó luôn. Và khi tôi vừa bỏ khó thì là một đều dành cho Tuấn Lê. Đúng là tôi đã sai rồi, chả khó tí nào. Một đều rồi anh em ơi, game on. Một pha sẽ đắp đá phạt quá hay của Tuấn. Một cú sút quá ảo diệu của Sir Bobby Charlton. Có vẻ như bàn thắng của anh Hiệp đã đụng đến lòng tự ái của Tuấn Lê. Ngay sau khi anh Hiệp vừa có bàn thắng thì ôi, một pha xin ba chục. Một pha xin ba chục của Chabukun. Ui, những pha xử lý đôi tay rất lanh lẹ của người đã mấy tuổi nhỉ? 33 tuổi rồi. Người năm nay đã 33 tuổi mà vẫn sở hữu cho mình một đôi tay lanh lẹ, những cái pha múa skill quá điêu luyện. Hình như càng có tuổi người ta càng làm skill hay. Người ta càng dùng skill nhiều hay sao anh em ạ? Ấy, mất bóng rồi. Phản công dành cho anh Hiệp. Anh Hiệp ơi, cố lên. Cố lên chứ phải mất bóng đi đâu. Đối mặt rồi. Ui, một pha Zigon hay quá. Tuy nhiên thì đã có lỗi việt vị dành cho Bazzo. Một pha Zigon quá đẳng cấp, quá tỉnh táo. 90 phút thi đấu chính thức chuẩn bị khép lại. Liệu bên nào sẽ là bên có thể ghi bàn? Mất bóng, một pha bước một lỗi của Tuấn Lê. Nhưng mà đợi tí, anh Hiệp chỉnh đội hình công đã. Ừ rồi, đá đi. Phải chỉnh cái đội hình công đã, không phản công. Chỉnh đội hình công và đá lại từ đầu. Phản công làm gì, đúng không anh? Ok, ok. Rồi, phút 83. Và bây giờ thì Tuấn sẽ thủ và anh Hiệp sẽ công. Đây như là một kiểu buổi luyện tập ấy. Một bên công thì một bên thủ. Chắc sẽ là bóng cuối rồi. Đây sẽ là lúc Tuấn Lê sẽ phải cực kỳ tập trung. Cha. Ui giời ơi, đã có bóng cuối kìa. Kết thúc hiệp 90 phút thi đấu chính thức. Chúng ta đến với hiệp phụ của trận đấu này thôi nào. Ớ. Hiệp phụ rồi. Ok. Và bây giờ sẽ là hiệp phụ thứ nhất. Tỷ số vẫn là một đều. Hai bàn thắng được ghi ở những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên thì những phút sau đó đã không có bàn thắng nào được ghi thêm. Zinedine Zidane chuyền bóng cho Zico. Chuyền luôn. Hay quá. Zulandinho đi đâu vậy? Ui dồi ôi, quá khỏe. Listiner quá khỏe. Sir Bobby Charlton đã được đẩy lên đá vị trí lam. Một đường chuyền hơi khó dành cho Neves. Phản công dành cho Hoàng Hiệp. Bóng cuối cũng là của Hoàng Hiệp luôn. Phải thực hiện một đường chuyền thật nhanh. Nếu không thì hiệp phụ thứ nhất sẽ kết thúc. Chạy đi đâu? Kaka, sút đi. Đùa, sút sớm đi. Tại sao vậy? Tại sao không thực hiện một cú sút sớm hơn? Khi đó Djokovic đã di gôn rồi. Sút đi, bảo sút đi rồi mà. Kaka, sút đi. Tại sao vậy? Trời ơi, những cái nhịp nhứ quá mất thời gian của anh Hiệp. Anh không nghe tôi. Bóng cuối hết giờ rồi. Rất tinh quái. Đó là kinh nghiệm. Câu về cho mình một quả phạt. Và Hoàng Hiệp sẽ làm gì với quả phạt này đây? Lại gọi người ra. À, một đường chuyền. Johan Cruyff, chuyền tiếp cái kia. Thằng to cái kia. Ui, làm cái gì đấy? Ui, một pha xử lý bóng. Chắc có lẽ là tư duy của tôi không nhìn ra được tình huống đấy. Rất xin lỗi anh Hiệp, nhưng mà thật sự tình huống đấy tôi không đọc được. Rất xin lỗi anh Hiệp. Ok, chúng ta đến với hiệp phụ thứ hai. Úi giời, một pha chuyền bóng hay của Hoàng Hiệp nhá. Một pha đảo cánh hay. ZA. Đúng rồi, ăn đi. Ôi đổi ơi, đồ kém. Zinho phản công với Tuấn Lê. Tuấn Lê không muốn tấn công nữa hay sao ấy. Trời ơi. Sidok chuyền bóng. Alessandro De Piero làm cái gì mất trỏ luôn rồi. Đùa, làm cái gì mà chuẩn bị sút cái trỏ sang Ronaldo rồi. Đùa. Trời ơi, thôi. Tuấn ơi cố lên, thắng đi Tuấn ơi. Không đồng hành cùng này được nữa rồi. Hết thuốc rồi. Một đường chuyền hay.
Juan Cruyff, nhưng mà bước một thì thôi, làm sao mà qua được Văn Đại. Ây, vẫn qua được Văn Đại kìa. Juan Cruyff chuyền sút. Trời ơi, vẫn chưa ăn. Bóng cuối dành cho Tuấn Lê, vẫn chưa ăn. Hungry, ăn đi. Đi đâu ấy? Hungry kìa, đi đâu ấy? Ê, không được rồi và chúng ta đến với loạt đá penalty. Chuyên môn trận này kém quá. Quá khó hiểu với những cái tình huống đối mặt. Thật sự luôn thì anh Nghiệp đã có không ít ba, trên dưới 3 cơ hội để có thể quyết định trận đấu này. Tuy nhiên thì anh cứ làm những cái gì tôi cũng không hiểu được. Hai ông này có phải tuyển thủ không thầy? Thầy cũng không biết nữa. Cú sút đầu tiên của Hoàng Hiệp. Một pha đoán được hướng, tuy nhiên thì không bắt được của Tuấn Lê. Và đây là cú sút của Tuấn. Một cú sút. Ơi không vào! Martinez, Emiliano Martinez. Thánh bắt pen. Hoàng Hiệp. Bị bắt luôn. Anh em thấy không? Khả năng đọc sóng não rất ghê của Tuấn Lê. Bum! Tỷ số là 1-1 trong loạt đá pen này. Lothar Matthäus. Hay quá. Anh Hiệp vẽ vươn lên dẫn trước với tỷ số là 2-1. Sergico. Vào rồi. Một pha đọc đúng hướng nhưng mà Zico sút vào góc quá khó. Johan Cazoy. Ok, tuyệt vời, 10 điểm anh Hiệp ơi, hay quá. Sút như vậy thì thôi, không biết phải nói gì nữa luôn. Mất công cổ vũ nãy giờ. Trời ơi, cái quân què gì đây? Trời đất ơi. Ok, và chúng ta kết thúc cặp BO3 này. Và tỷ số đúng như những gì lúc đầu tôi dự đoán, tỷ số là 2-0 dành cho Đờ Dụ Cú Vích. Một kèo đấu mất cả công cổ vũ ở trận 2. Chúng ta sẽ không thể có game 3. Đã bảo rồi, kém thì đừng có cố. Va với em thì không va, đi va với Tuấn. Tôi có lên vụt ông này một xét bêu bà đâu. Tôi nghĩ nên đấy Hải ơi, hay là tới tôi bình luận đi nhờ. Tới Tuấn bình luận đi, để tôi vào tôi vụt ông này. Cái ông này đá trông nóng đầu quá. Nóng quá đâu, chị Cung Thần không thèm sốt khi dễ luôn mà. Đổi trỏ luôn mà, Tuấn ơi khinh bạn á. Khinh bạn á. Được rồi, bây giờ đổi cặp đấy. Anh có dám va với em không? Có mày đá bình luận đúng không? Không, em đá với anh cơ. Ôi, mày đá với Tuấn đi, ra bình luận đi. Không đá với Tuấn đâu, điên à? Anh làm sao ấy nhỉ? Tuấn đi, ra bình luận cho. Không, em đá với anh cơ. Không, em thích đá với anh cơ. Dễ dàng để tới luôn mà.